Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa đang có mặt ở đường Nguyễn Tất Thành, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Khương Dừa mới vừa ghi hình xong Học để đổi đời, tập 3 dành cho bé Trung, bé Kiều và bà ngoại. Thì hiện tại thì giải thưởng của chương trình là 106.361.000 đồng, với lại vào riêng bà ngoại nhận được là 15 triệu nữa để trả nợ cho ngân hàng. Khương Dừa hy vọng là với cái số tiền này sẽ giúp cho hai bé yên tâm trong việc cái học hành. Chắc con đâu có nghĩ là mình đạt tới tiền thừa vậy, một bấm tới 100 triệu hả? Nên hai đứa con phải gắng cố gắng nha. Đây là số tiền mà của chú nè, rồi của quý bà cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Họ rất là thương tụi con và giúp tụi con như vậy. Thì tụi con nhận được tiền rồi thì tụi con phải gắng cố gắng học hành để lo cho bản thân mình nè. Và thương bà ngoại nha, phải lo cho bà ngoại, nghe lời cho bà ngoại. Rồi sau này thì dù có điều kiện thì có giúp được ai thì giúp ha. Chú hy vọng vậy. Và hiện tại thì hai bé Hằng học lớp 9 đó quý bà cô chú, thì lên tới lớp 12 thì có gì Khương Dừa sẽ định hướng thêm, Khương Dừa sẽ hỗ trợ thêm các bạn. Và Khương Dừa nghĩ chắc trong vòng 3 năm, 4 năm, 7 năm nữa ha thì mà sẽ có kết quả. Thì hai bé nó sẽ học rồi đi làm. Rồi. Cảm ơn mấy bạn đi con. Chụp hình với con. Cố lên tí đâu. Tí đâu luôn hả? Tí đây rồi giặt ra làm sao? Giặt ra làm sao? Rồi. Dạ. Chị ký đâu hả? Chị ký vậy rồi mất hay sao? Con tên gì? Tâm. Tâm hả con? Áo luôn không? Trời, mấy đứa này lần nào là cũng tới là xin chữ ký đó. Chụp hình nè, coi con. Rồi, để chú chụp hình nghe chú qua coi. Vui quá, dạ chị. Rồi, vô. Tao à. Dạ. Chú chụp hình cái rồi, cái con ha. Dạ rồi chị. Rồi chị. Chụp đi con. Dạ. Cảm ơn chị. Đâu ký ha. Rồi rồi. Cao quá. Dán tường luôn phải không? Dạ con dán tường luôn. Con tên gì? Nhật Anh chú. Hả? Nhật Anh chú. Nhật Anh đúng không? Con luôn. Ủa bên quay xin chơi xin hoài hả? Ủa con vừa đẹp trai lắm hả? Bên ruột á. Con hoài anh bên ruột. Nhật hay là Nhật? Nhật. Nhật. Ủa Nhật Anh. Ủa xin sao? Ủa ai dạ xin nữa? Ủa dạ. Không. Bữa kia này. Chú nhộn cái giấy bằng lòng này cho chú ký lên nấu anh. Anh ký nấu nè. Về lấy cái giấy bự bự đó. Ký ở đây nè. Rồi. Con tên gì? Con tên Quốc Vinh. Quốc Vinh. Chết rồi, mệt chứ chưa ăn cơm nữa đó quay ơn. Mẹ tao quá trời rồi. Để cho người ta kiếm cơm cái gì ăn chứ. Để giấy xin chữ ký. Ê, xin được mà. Ký hết cái đống này thì nào mình sao mà. Nè. Cái viết này nó bị ấy quá, cái viết này nó bị không ra mực đều. Không con. Bút này bút gì? Bút khó. Được, mấy đứa bé đây rất là dễ thương. Lần nào tới cũng xin chữ ký Khương Dừa. Rồi, cảm ơn con gái. Con tên gì? Vâng, Nguyễn Anh. Nhường gái chút đi. Nhường gái. Quỳnh á. Đúng rồi chưa? Em đi trước đúng không? Em lộn á. Đi cái đi.
gì, tính làm gì. Rồi, cảm ơn con. Nhiêu đây hả? Tên gì? Hoài Phong. Hoài Phong. Đúng xin rồi mà. Cái đó là phải tặng ta. Chân không? Con được ký rồi không? Ký lên áo luôn nè. Ký lên áo rồi chú. Đâu đằng sau vậy nhờ. Cho nhỏ ký xong rồi con. À, tới tới xin chị ký cái áo luôn rồi. Anh là áo trắng mới đẹp. Mẹ có được rồi. Ký rồi. Thầy áo luôn phải không? Ồ, chơi lớn luôn. Chơi lớn con áo trắng nè, chứ mà sao. Vô. Dạ quá luôn. Má hỏi xong áo à, cái đó là nói vậy đâu. Dạ. Giờ nói chuyện với ông con vừa nè. Dạ. Đây là cũng như là nè. Để cho cái áo nói cho ông nghe. Từ từ chị. Từ từ báo cho mấy bạn trợ lý em đi, ghi thông tin cho. Dạ. Rồi đây. Áo trắng mà chú đang chơi chú. Đang chơi luôn. Chú. Đang chơi. Đó, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đẹp chưa? Áo trắng cũng đẹp quá. Dạ. Dạ rồi cảm ơn chị. Rồi đem bánh tráng vô. À, bữa nay có bánh tráng để tặng không ta? Có bánh tráng tặng không mấy đứa? Vâng. Ủa mấy đứa rồi sản xuất đâu hết rồi. Thiện ơi, có bánh tráng tặng không? Để cho tụi em chụp với okay. Đài chụp. Dạ dạ. Vô 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 mấy đứa. Vô đi hỏi. Máy nào, máy nào? Máy của em không hả? Máy đó, máy của anh, máy nào, chụp máy nào đâu? Rồi. Cái của anh. Em quay đi cái mấy bạn nhờ mấy bạn khác chụp. Đi vô quay chụp xong đi ra vô di chuyển khung hình. Chuyện ơi chị Hiện. Chụp hình giùm giùm anh Hưng. Đói eo bà con bác ơi. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Hưng ơi. 11:20. Rồi cảm ơn mấy em nha. Cảm ơn mấy nhiều. Em cứ đăng trước nha, nhưng mà đừng có bố số tiền là được rồi. Số tiền hả? Số tiền vậy ra phải phát tập full đó. Phát sóng rồi, phải sóng rồi được. Còn này em đưa tin là chương trình học để đối đời trước đi. Dạ. Này gửi bà con phải không? Nhiều. Này gửi cho mấy bạn bên đài với lại mấy mấy bạn Lợi nè. Rồi bánh tráng. Với lại bà con cô bác khán giả xem. Lấy bịch tới bịch à lấy bịch cho mình đi lại. Lại đang lấy bịch nó đựng mình đây lại. Em có con nhỏ phải không? Dạ. Em có ai có con nhỏ nữa ưu tiên tặng hai phần quà đó rồi. Hai phần hai bên sổ á. Ờ. Nãy có hai phần quà để tặng khán giả. Ai có ai con nhỏ? Em Lợi hả? Lợi với là Duy. Hai có phần quà. Ờ hai phần quà khán giả đó tặng cho. Đói quá bà con của bác ơi. Đúng cái bụng rồi. Xong cái này Khương Dừa sẽ về rồi mai mốt Khương Dừa sẽ ghi hình chương trình ở Tháp 10 Đồng Tháp. Đây tặng em về tặng cho em bé nha. Tặng em về cho em bé nha. Hả? Em nhỏ nhất hả? Em nhỏ nhất em mang bánh tráng được không? Mấy thùng là để tặng đây có mấy bạn nè, 5 bạn, 6 bạn à. Ờ phát bà con, đây tặng cho mấy bạn nữa. Đây có mấy bạn, mấy bịch, một bạn 5 bịch đủ không? 3 bịch đủ không? Cho anh gửi đi, cho anh gửi bánh tráng nè. Dạ rồi, em cảm ơn.
4 bịch. Ừ. Này nhỏ quá cho phải thêm bịch đi. 8 bịch đi. Cho anh gửi bánh tráng. Dạ em cảm ơn. Vui vui quá. Bà con cô bác ơi, Tết tới nơi rồi, mình ở này chắc phát qua Tết rồi. 4-5 bịch nhau không? Đói quá đói rồi. Rồi, đây lại, cảm ơn lại nhiều nha. Rồi đây, ăn bịch. Đây, cảm ơn Duy. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Út ấy mộ mẹ quá, có thể dạ. Cho Út chụp cái con. Dạ được, dạ được. Kỷ niệm để dạ. Cho mấy đứa cháu nó nhìn dạ. Được. Dạ, dạ được. Cái này là cái dịp xuống quá trễ. Dạ, dạ. Nghe tin cậy. Chạy, 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 chạy không kịp luôn không? Ừ. Dạ, dạ dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn Thoại. Dạ, để con bỏ bánh tráng xong cái con chụp với cô nha. Hai chồng hả? Ủa vậy hả? Thôi kệ chồng phần vợ phần kệ đi lời 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 dạ, cảm ơn anh tặng còn nữa không? Còn hai bịch hả? Rồi thôi hết luôn hả? Không mà tính ta gửi cho bạn Thái 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 bằng Việt kêu ra lấy cho anh chuyển, anh chuyển cho bạn Thái bằng Việt. Ôi người nói tiếng kìa, tôi xin chữ ký nha chị. À, con. Chị trời ơi chị về đây hả? Chị ở Mỹ mới về hả? Em bên Mỹ. Trời ơi chị nói tiếng quá à. Chụp hình đó con. Đây đây. Cảm ơn, cảm ơn con. Em hết trung hả? Hết trung lượng hả? Xui vậy. Vui quá vui, bữa nay ghi hình quá vui bà con cô bác. Chưa coi được hả? Anh ký lên áo em. Ký ra. Hello chú Hương. Đấy, cái này còn dư hả? Hello chú Hương. À, bên quay phim. À, con. À. Còn có đăng ký kênh chú Hương. Dạ, cảm ơn con nha. Chú Hương. Cho Út ngồi. Dạ. À, cho con bịch với chú. Bịch cho bé bịch trên tráng đi con. Này cô lên hình lên phim con luôn rồi đó. Con lấy rồi nha. Mỗi người một phần. Rồi cái này. Cái này. Dạ dạ. Rồi này cho bạn Thái. Nè cho mày về mày cuốn bánh tráng. Cuốn bánh tráng ăn. Nhưng này tặng vợ mày thôi nha. Không có tặng mày. Nhớ về gửi vợ nha. Mày nói mày chớ vậy chứ. Hả? Này gửi 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 vợ mày nha. Này gửi gắm tình cảm vô đi rất là nhiều. Nhớ gửi vợ nha, mày không được á. Nghe không? Không cho con mày ăn luôn, chỉ cho vợ mày ăn thôi. Tới trước bà thằng chia ra. Chia ra, ba thầy trò chia ra. Hôm nay sơn sơn xong rồi bà con quá. Rồi mát mẻ luôn. Ở đây giờ là mát luôn. Đây ngoài đây nè. Nè. Rồi, đó, mát mát lạnh luôn. Đã luôn. Ờ nó không có hợp, nó mát lắm. Ở ngoài đây nóng mình gần chết luôn á. Đây mấy con học chung với Kiều hả? Chung lớp luôn hả? Chung bàn luôn hả? Rồi nay nay mừng giùm bạn không? Chúc mừng ơi. Rồi bự quá vậy, con bao nhiêu tuổi bự vậy? 15. Ủa 15 tuổi bự như vậy? Bự mình tướng này phải đánh bóng chuyền đồ này kia bự quá. Ủa, hả? Dạ, hả? Con đánh bóng chuyền. Lính con hả? Hả? Không bơi đâu. Đi đâu? Giờ muốn xỉu rồi bơi gì nữa bơi. Ai chụp ai chụp ai chụp. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn em gái. Trời ơi. Ai chụp con? Bạn hả? Qua đây con để bị dướng bạn á. Đây. Đây nè, qua đây gần gần. Rồi chụp đi con chụp đi. À chụp giùm bạn phải không? Khẩu trang nha. Khẩu trang nha. Dễ hả? Rồi cảm ơn con nha.
Bây giờ thì mấy anh em cũng vừa sẽ chuẩn bị đi kiếm cái gì ăn, đói quá đói. Rồi cảm ơn con nha. Rồi tụi con. Ê, chắc mình đặt có cơm bữa mình ăn hả? Ăn cơm bữa. À. Ok con. Con. Máy này con. Vô vô vô. Cảm ơn con. Quá trời bà ngon nổi tiếng quá trời luôn rồi. Hả? Bánh tét gửi lại bà cháu. Hả, cắt ăn miếng đi đó bụng quá ơi. Cắt cho anh miếng đi. Rồi cắt bánh tét, tét ăn đó bụng muốn xỉu rồi con ơi. Hả? Bữa nay là fan thiệt của em nha. Thiệt hả? Fan thiệt của em. Mấy bạn nhỏ biết em. Biết hả? Quá trời luôn vậy. Sao riêng để ra lại cho mấy bà cháu. À, để hai ba để hai hộp lát mang ra cho mấy mời mấy chị khách. Tại vì nhiều lắm. Rồi chuẩn bị đi ăn cơm rồi đi về quý cô chú. Ờ, cao ghê. Không ai chụp chưa hả? Thế? Cái nào? Cái lo của anh hả? À, cái lo của anh Duy hả? Ờ. Của ai chở xuống hả? Là hồi sáng rồi em chở xuống luôn. Ờ, là của anh Duy, lát kiểu cho anh Duy. Đội qua đội. Đi qua bản ăn cơm ha ba. Đi qua anh kia ăn cơm luôn ha. Mình cảm thấy hơi mệt nhưng mà mình cảm thấy rất là vui luôn. Vui quá trời vui. À, mình thì chỉ giúp phần ít thôi mà nhờ cái mình kết nối mình quay chương trình thì có nhiều quý ông bà cô chú anh chị giúp cho bé Trung với bé Kiều. Hy vọng là hai bé sẽ có một cái số tiền khá khá để hai bé để dành hai bé học hành cho bà ngoại nữa. Rồi con gái. Nữa hả? Mắc rồi. Sao cho chị? Rồi cảm ơn chị. Dạ. Ở đây là mấy anh bên đoàn thanh niên là hỗ trợ đem bàn ghế qua để Hương vừa ghi hình chương trình nè. Trở về mà, trở về cơ quan hả Lợi? À, cảm ơn em nhiều nha. Bạn Lợi bí thư đoàn của phường Long Hưng đó, hỗ trợ rất nhiệt tình. Cái thương hôm nay là cái sớm mà náo nhiệt rất là vui. Rồi chuẩn bị dọn dẹp đi ăn cơm mấy đây. Đi Kiều với Trung với là ngoại đi ăn cơm với chú luôn. Đi ăn cơm. Ủa vậy lát cái xe sao đưa tụi em đi qua kia hả? Em cũng biết là xúc kính sao mà. Cho em đi sao thì đi vậy. Vậy xuống dưới quay cho anh Coleman phải không? Ờ thì anh có xe quá vàng mà phải không? Xe quá vàng rồi. Có xe 16 chỗ nè, ăn cơm xong đi xuống kịp không ta? Kịp hả? Giờ kịp má. 3:30. 3:30 em có mặt ở đó được. 3:30 có mặt thì không kịp, không kịp mày ơi. Phải đi liền á. Giờ 4:08. Ờ. Đi chạy về đi liền đó. Phải đi liền. Dạ thôi chào tạm biệt quý bà cô chú nha, bây giờ Khương vừa sắp xếp cho mọi người đi ăn cơm nước. Dạ chào tạm biệt quý bà cô chú, hẹn gặp lại quý bà cô chú trong một video tiếp theo. Bye bye mọi người.